Chàng trai 32 độ, chị Bành Lẹ Lẹ vẫn đầu đội nắng, toàn thân bọc kín mít để tránh ánh nắng gay gắt, cũng tránh sự tấn công của muỗi vằn. Đó chính là bộ trang bị chuẩn khi tới vườn trà của gia đình. 20 năm trước, chị Bành Lẹ Lẹ được gả từ Indo sang xã Lộc Cốc Nam Đầu. Công việc chăm sóc vườn trà ban đầu hoàn toàn lạ lẫm. Bành Lẹ Lẹ tự ép mình phải lập tức nắm bắt được tình hình. Vì ngoài áp lực phải gánh vác kinh tế gia đình, cũng còn vì sứ mệnh là nàng dâu của đất trà. Trồng trà phải khoảng 2-3 năm mới được thu hái. Cho nên cứ nghĩ xem giai đoạn này phải bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết vào đó. Do vậy, mỗi lần đến lúc thu hái, chắc chắn hy vọng rằng trà sẽ rất đẹp, như thế thì mới có thu nhập được mà. 3 năm trước, con trai lớn bị tai nạn xe nghiêm trọng, vườn trà chăm sóc mười mấy năm cũng không còn giữ chân chị lại được. Bành Lẹ Lẹ không bao giờ quên mùa đông năm ấy, khi chị nhận được điện thoại báo con gặp chuyện, vội vã tới bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ số hôn mê xuống chỉ còn 3, phải chuyển viện ngay lập tức làm phẫu thuật. Ngày nào cũng vậy, con phải cố lên, con phải kiên cường, con đừng làm mẹ sợ, khỏi nhanh lên, con đừng từ bỏ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy câu đó. Giữ lại được mạng sống, nhưng não bị tổn thương, con trai Hoàng Hải Minh phải học lại mọi thứ từ đầu, từ học nốt, ngôn ngữ đến tập đi, thậm chí bài tiết đều phải học. Còn chặng đường dài phải đi, người nhà cổ vũ Hoàng Hải Minh quay lại trường học, chị Bành Lẹ Lẹ dẫn con đi theo cùng buôn bán. Ít nhiều có thể kiếm tiền, còn tôi cũng có thể hồi phục, bởi vì về sau này cháu rất khép kín, gần tới mức như bị tự kỷ, không thích đi ra ngoài. Đúng như chị Bành Lẹ Lẹ nói, con trai chị phải học lại mọi thứ từ đầu. Trên mảnh đất Đài Loan này, chị luôn nỗ lực, tin chắc rằng sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng.